sau khi ăn rồi mình sẽ uống cà phê. Đi đá cà phê sữa đá rồi rồi pha cà phê em ngon á, thì làm ngon. Rồi điều cà phê xong rồi cho vô ấy thôi. Trời này không phải mưa đâu. Râm râm vài hộp thôi à. Nhìn là biết rồi. Rồi, vô. To quá trời luôn các bạn. Có hai đứa mình là lang bang thôi. Đó. Đó các bạn có thời gian thì về đây chơi. Đó là buổi tân triều. Hôm nay mình đi quay cho các bạn cùng xem. Đó mình xuất phát từ Hồ Chị An nha. Đó từ huyện Vĩnh Cửu Hồ Chị An. Mình đi qua đây nó cũng tầm 30 phút à.